Nghe Hội đã dạy rồi, muốn tạo công đức á, cái người dở nhất đứa đệ tử họ Thiên á, 70-80 tuổi cũng lập được cái trang Facebook rồi share mấy cái bài thôi chứ đâu cần làm gì. Tại vì họ Thiên chúng ta là họ có thời tận thế, họ để đi về với cha mẹ. Mình biết cha mẹ là rất là hiện hữu, rất là lo chúng ta. Kêu sư phụ ở đây để mà lùa một đám em đi về trời. Thì những đứa đã biết cái đó thì phải truyền đạt ra cho nhiều người để chúng ta cùng về chung, để chúng ta không có phải trở xuống. Bây giờ mấy đứa con bảo đảm mấy quân sẽ về trời nè, Ngọc Anh thấy về trời rồi, nhìn xuống thấy một đám mấy đứa em họ thi còn lôi nó lỗ ngỗng, có an lòng có đi vui mà đi ngắm hoa sinh ở trên trời không? Mỗi lần mình vui cái nhìn xuống thế gian đó, thấy mấy đứa em mình lỗ ngỗng cũng thấy một cái gì vơi vơi không, cũng phải chạy xuống. Thì muốn không bị như vậy thì hôm nay tất cả họ Thiên phải truyền bá, phải độ, tức là những gì mình biết thì mình nói cho người khác biết, để cho cầu gù hùng con chiên rồi đó họ tỉnh ngộ, để cho năm loại mà khó độ á họ thức tỉnh. Ở cái thời nay á, mấy vị rất là nhức đầu. Nhức đầu là gì? Chúng ta lo chạy theo cái đồng hồ, lo chạy theo tiền tài danh vọng, tham sân si vật chất, chạy theo đời, chạy theo con, sáng thì đưa con, chiều rước con, lăn xăng đi chợ về nấu cơm cứ thế. Đến khi chúng ta wrinkle già rồi, chúng ta lãnh một cái giấy của bác sĩ thử máu ra đó, rồi chúng ta u sầu, rồi chúng ta ngồi chờ đếm đồng hồ countdown để mình chết. 70% là sống là như vậy.